Những nhà hát di động di chuyển khắp các khu dân cư nghèo ở thủ đô Cairo nhằm truyền bá nhận thức văn hóa cho người dân. Đây là một phần của sáng kiến công bằng văn hóa của Bộ Văn hóa Ai Cập nhằm phát động các hoạt động văn hóa ở những khu vực mà người dân khó tiếp cận được các loại hình này. Đây là một ý tưởng rất hay, nó giúp mọi người hiểu nhau hơn và cả thói quen của nhau. Tôi rất thích ý tưởng này mặc dù đây là lần đầu tiên tôi tham gia. Thật tuyệt vời khi nhà hát ở ngay bên ngoài cửa sổ nhà tôi. Tôi không phải rời khỏi nhà, chỉ cần ngồi ở ban công mà vẫn có thể thưởng thức các buổi diễn. Nhà hát di động đầu tiên đã được đưa vào hoạt động ở Asmarat từ cuối tháng 1 và sẽ có 5 nhà hát khác được triển khai ở những ngôi làng nghèo hơn trên khắp Ai Cập.